Trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 sáng ngày 2 tháng 12, xin kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Báo động, số bệnh nhân tử vong do COVID-19 tăng mạnh thêm 196 ca, nâng tổng số ca bệnh tử vong cả nước lên 25.448 ca. Nguy hiểm, Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục trong 24 giờ với 469 ca COVID-19. Ghi nhận thêm 56 F0, Quảng Nam vượt mốc 3.000 ca mắc COVID-19. Thái Bình ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca cộng đồng. Tây Nguyên thêm người mắc COVID-19 tử vong, khẩn tìm F0 trốn khỏi bệnh viện. Tin vui, một chu trình đầy đủ sản xuất vaccine Sputnik V từ đối tác Nga sẽ được chuyển giao cho Việt Nam. Hà lô vaccine Pfizer hơn 2,9 triệu liều được gia hạn, sẽ được Bộ Y tế bảo quản và tiêm chủng bình thường. Kinh hoàng, Đức ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất trong 9 tháng qua. Tổng số ca tử vong lên đến 101.790 ca. Ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc bất ngờ tăng trở lại, cao nhất trong gần một tháng. Và sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin báo động, số bệnh nhân tử vong do COVID-19 tăng mạnh thêm 196 ca, nâng tổng số ca bệnh tử vong cả nước lên 25.448 ca. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết, tính từ 17:30 ngày 30 tháng 11 đến 17:30 ngày 1 tháng 12, ghi nhận 196 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh 68, trong đó 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An 2, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, An Giang 1, Quảng Bình 1, Bình Định 1. Các tỉnh thành phố khác: Đồng Nai 20, Bình Dương 19, An Giang 17, Tây Ninh 13, 13, Tiền Giang 8, Đồng Tháp 6, Cần Thơ 6, Bạc Liêu 5, Bình Thuận 4, Long An 4, Vĩnh Long 3, Sóc Trăng 2, Bến Tre 2, Cà Mau 2, Hà Nội 1, Phú Thọ 1, Trà Vinh 1 và Khánh Hòa 1 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 172 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay 25.448 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 33 trên 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9 trên 49, xếp thứ 5 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Ngoài ra, trên hệ thống quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.508 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh, 14.506 ca ghi nhận trong nước, tăng 540 ca ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố, có 8.081 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.252.590 ca nhiễm, đứng thứ 35 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 12.707 ca nhiễm. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 2.704 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 992.052 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị 6.497 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 4.239 ca. Thở oxy dòng cao HFNC 1.393 ca. Thở máy không xâm lấn 177 ca. Thở máy xâm lấn 174 ca. ECMO 14 ca. Chuyển sang tin tiếp theo, nguy hiểm. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục trong 24 giờ với 469 ca COVID-19. Thưa quý vị, trong ngày 1 tháng 12 trên địa bàn Hà Nội phát hiện thêm 469 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 202 ca cộng đồng. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 469 ca bệnh ghi nhận ngày 1 tháng 12, 202 ca cộng đồng, 178 ca tại khu cách ly, 89 ca tại khu phong tỏa. Phân bố 469 bệnh nhân tại 160 xã, phường, thị trấn thuộc 26 trên 30 quận huyện: Đống Đa 53, Bắc Từ Liêm 45, Hai Bà Trưng 42, Nam Từ Liêm 41, Ba Đình 29, Mê Linh 26, Hà Đông 26, Long Biên 25, Mỹ Đức 21, Đan Phượng 21, Thanh Trì 20,
Đông Anh 17, Chương Mỹ 17, Hoàng Mai 15, Thanh Oai 14, Tây Hồ 10, Quốc Oai 9, Cầu Giấy 7, Gia Lâm 7, Hoàn Kiếm 6, Phú Xuyên 5, Hoài Đức 4, Thanh Xuân 3, Sơn Tây 3, Phúc Thọ 2, Thường Tín. Phân bố 202 ca cộng đồng theo quận huyện: Bắc Từ Liêm 26, Đống Đa 24, Ba Đình 16, Mê Linh 14, Nam Từ Liêm 12, Hai Bà Trưng 12, Đan Phượng 11, Thanh Trì 11, Chương Mỹ 10, Hoàng Mai 10, Quốc Oai 8, Thanh Oai 7, Tây Hồ 6, Gia Lâm 6, Long Biên 5, Hoàn Kiếm 5, Đông Anh 4, Hà Đông 4, Mỹ Đức 3, Sơn Tây 3, Thanh Xuân 2, Hoài Đức 1, Phúc Thọ 1, Phú Xuyên 1. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ 29 tháng 4, 11.066 ca. Trong đó, số F0 ghi nhận trong cộng đồng 4.439 ca. Số F0 là đối tượng đã được cách ly 6.627 ca. Chuyển sang tin tức tiếp theo, ghi nhận thêm 56 F0, Quảng Nam vượt mốc 3.000 ca mắc COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 1 tháng 12, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, ngành y tế địa phương ghi nhận thêm 56 ca mắc COVID-19, gồm 29 ca cộng đồng, 27 ca đã được giám sát cách ly từ trước. Trong 29 ca cộng đồng, 10 ca ở huyện Núi Thành, Điện Bàn 9 ca, Quế Sơn 3 ca, Tiên Phước 1 ca, Tam Kỳ 1 ca, Hội An 1 ca, Đại Lộc 1 ca, Duy Xuyên 1 ca, Thăng Bình 1 ca. Với 56 trường hợp F0 vừa được ghi nhận, tính từ 28 tháng 7 đến nay, Quảng Nam có tổng cộng 3.055 ca mắc COVID-19. Liên quan công tác phòng chống dịch, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Mục tiêu của kế hoạch, trên 90% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh được tiêm đầy đủ liều vaccine phòng COVID-19. 100% số liều vaccine phòng COVID-19 được cấp được sử dụng tiêm miễn phí cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh. Dự kiến, tổng số trẻ em trong độ tuổi 12 đến dưới 18 thuộc diện tiêm phòng vaccine COVID-19 của tỉnh Quảng Nam 140.387 trẻ. Theo kế hoạch, mũi 1 sẽ được tiêm vào đầu tháng 12 năm 2021, mũi 2 tiêm vào cuối tháng 12 năm 2021. Chuyển sang tin tiếp theo, Thái Bình ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca cộng đồng. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, trong ngày 1 tháng 12, địa phương ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca cộng đồng, còn lại trong khu cách ly. Các ca cộng đồng được ghi nhận tại các huyện Đông Hưng, Kiến Sương, Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Như vậy, đến ngày 1 tháng 12, Thái Bình có tổng số 1.161 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch cao điểm tính từ ngày 10 tháng 11 vừa qua. Các ca mắc COVID-19 mới đều đã và đang xác định nguồn lây, quản lý, cách ly theo quy định. Các hoạt động điều tra truy vết, xét nghiệm đối tượng nguy cơ, khử khuẩn môi trường được triển khai đúng quy định. Hôm nay, tỉnh Thái Bình có 77 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi xuất viện. Trong đó, Bệnh viện Dã chiến tại ký túc xá Đại học Thái Bình 32 bệnh nhân, Bệnh viện Phổi 26 bệnh nhân, Bệnh viện Phục hồi chức năng 19 bệnh nhân. Các bệnh nhân được thông báo với các địa phương, đơn vị liên quan, phối hợp tiếp nhận, hướng dẫn tiếp tục cách ly y tế tại nhà theo quy định. Còn về tiêm chủng đến nay, Thái Bình thực hiện tiêm hơn 1,6 triệu mũi tiêm, trong đó 1.630.325 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên. 1.080.691 người từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất một mũi vaccine, chiếm 83,13%. 549.634 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi vaccine, chiếm 42,28%. Tổng số mũi tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đó là 49.276 mũi. Số người tiêm đủ 3 mũi vaccine Abdala Cuba, 920 người. Chuyển sang tin tiếp theo, Tây Nguyên thêm người mắc COVID-19 tử vong, khẩn tìm F0 trốn khỏi bệnh viện. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Gia Lai cho biết, trong ngày 1 tháng 12, tỉnh đã ghi nhận 128 ca nhiễm COVID-19. Trước đó, cơ quan liên quan lấy mẫu xét nghiệm 2.273 người, trong đó 50 mẫu nghi ngờ, 115 mẫu đang xét nghiệm lại.
Những trường hợp được phát hiện dương tính với COVID-19 phần lớn là những người đang cách ly tập trung tại một số bệnh viện và các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân đã được phát hiện trước đó. Ngoài ra, một số trường hợp được phát hiện khi đang cách ly tại nhà. Đối với hai trường hợp tử vong sau khi mắc COVID-19, một trường hợp sinh năm 1982, ngụ ở phường Yên Thế, thành phố Pleiku. Chẩn đoán, tử vong do ngừng tuần hoàn hô hấp, suy hô hấp cấp, u ác chưa rõ nguyên phát di căn phúc mạc, nhiễm trùng báng do xơ gan, giảm tiểu cầu nặng, bệnh COVID-19 mới, coronavirus nặng. Trường hợp còn lại là bệnh nhân sinh năm 1932, tại xã Tiên Phú, thành phố Pleiku. Chẩn đoán người này tử vong do ngừng tuần hoàn hô hấp, phổi nặng do COVID-19, gãy cổ xương đùi cũ di chứng, nằm liệt giường, suy kiệt. Như vậy đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 3.652 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, có 10 ca tử vong. Trong ngày 1 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 64 trường hợp mắc COVID-19, trong đó một số người về từ vùng dịch. Cụ thể, 4 trường hợp về từ Bình Dương, 1 trường hợp về từ Kiên Giang, 1 về từ thành phố. Ngoài ra, 15 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 1 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 3 trường hợp trong khu cách ly tập trung, 39 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. Nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh, 2.665 trường hợp. Tại Kon Tum, hiện lực lượng chức năng vẫn đang triển khai truy tìm một F0 trốn khỏi bệnh viện dã chiến. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Kon Tum, anh B, sinh năm 1986 tỉnh Bắc Giang, là F0 thứ 375 được ngành y tế tỉnh Kon Tum phát hiện đưa vào điều trị tại bệnh viện dã chiến số 1 vào ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, đến 0 giờ 55 phút cùng ngày, anh B đạp khung sắt lưới B40 ngoài cửa sổ phòng bệnh, rồi trốn ra khỏi khoa điều trị bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. Đắk Lắk hôm nay ghi nhận thêm 88 người mắc COVID-19, trong đó 34 ca cộng đồng. Tính đến nay, tỉnh có thêm 7.893 người mắc COVID-19, trong đó 42 người tử vong và 1.835 trường hợp đang điều trị. Tiếp theo chương trình là tin vui. Một chương trình đầy đủ sản xuất vaccine Sputnik V từ đối tác Nga sẽ được chuyển giao cho Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, ngày 1 tháng 12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tập đoàn TNT Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ký biên bản hợp tác quan trọng với các đối tác Nga trong lĩnh vực y tế. Dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko, tập đoàn TNT Group đã ký kết biên bản ghi nhớ với Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga RDIF và tập đoàn Binopharm về việc chuyển giao công nghệ sản xuất, thiết lập mới một cơ sở sản xuất chu trình đầy đủ vaccine Sputnik V phòng COVID-19 tại Việt Nam. Đồng thời, chuyển giao công nghệ sản xuất cùng thiết lập trung tâm nghiên cứu và cơ sở sản xuất chu trình đầy đủ tại Việt Nam để sản xuất các loại dược phẩm phòng chống COVID-19 và các loại dược phẩm khác. Theo đó, để thiết lập một chu trình đầy đủ, RDIF sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cần thiết và hỗ trợ toàn diện cho các đối tác lựa chọn, bao gồm đầy đủ các tài liệu, quy trình sản xuất, đào tạo nhân lực, vật liệu sinh học cần thiết để đảm bảo vaccine đạt tiêu chuẩn như sản xuất tại Nga. Chính vì vậy, tiêu chuẩn để trở thành một nhà sản xuất chu trình đầy đủ là rất cao. Với chu trình sản xuất xét nghiệm nghiêm ngặt, trong đó yêu cầu cao về uy tín, năng lực sản xuất và năng lực tài chính. Tập đoàn Binopharm là nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất, đồng thời là một trong những doanh nghiệp chủ lực sản xuất vaccine Sputnik V của Liên bang Nga hiện nay. Binopharm cũng nằm trong top 3 công ty lớn nhất trên thị trường dược phẩm Nga, được người dân Nga ưa chuộng và tin dùng với danh mục thuốc đa dạng nhất. Trong khi đó, RDIF là quỹ tài sản có chủ quyền của Nga, đóng vai trò dẫn dắt trong việc hợp tác giữa các nhà đầu tư hàng đầu thế giới với các công ty hàng đầu của Nga. RDIF là đơn vị tài trợ chính cho chương trình nghiên cứu và hợp tác sản xuất vaccine Sputnik V. Liên bang Nga là cường quốc nổi tiếng với khoa học kỹ thuật hiện đại, quốc gia đầu tiên trên thế giới nghiên cứu và phát triển thành công vaccine phòng COVID-19 Sputnik V. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, Liên bang Nga công bố nhanh chóng triển khai quy trình việc phát triển phiên bản mới của vaccine Sputnik thích ứng với biến thể Omicron. Chuyển sang tin tiếp theo, hai lô vaccine Pfizer hơn 2,9 triệu liều được gia hạn sẽ được Bộ Y tế bảo quản và tiêm chủng bình thường. Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 1 tháng 12, Bộ Y tế đã có thông tin báo chí về gia hạn sử dụng vaccine Pfizer. Theo Bộ Y tế, đối với mỗi loại vaccine, các nhà sản xuất đều thực hiện những nghiên cứu trong thời gian thực tế để đưa ra quyết định về hạn sử dụng. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, việc gia hạn vaccine Pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn. Mọi vaccine về Việt Nam
đều được kiểm định theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân. Theo thông báo của Bộ Y tế, vaccine COVID-19 Pfizer sau khi được phê duyệt khẩn cấp, nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học. Nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau. Kết quả cho thấy vaccine có độ ổn định, đảm bảo chất lượng, hạn dùng đến 9 tháng, thậm chí dài hơn kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở âm 90 độ đến âm 60 độ. Sau khi đủ cơ sở dữ liệu về hạn sử dụng trong vòng 9 tháng, nhà sản xuất đã nộp hồ sơ phê duyệt tăng hạn sử dụng lên 9 tháng. Ngày 22 tháng 8, Cơ quan Y tế Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA, ngày 10 tháng 9, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA đã thông qua hạn sử dụng của vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Ngày 20 tháng 9, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã có thư gửi UNICEF thông báo về việc gia hạn sử dụng vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Việc gia hạn sử dụng vaccine này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe, đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả. Từ thời điểm FDA và EMA phê duyệt nói trên, các lô vaccine Pfizer đã sản xuất trước đây có hạn sử dụng 6 tháng được tự động tăng hạn dùng lên 9 tháng. Các quốc gia trên thế giới vẫn giữ nguyên nhãn trên lọ vaccine theo hạn sử dụng của nhà sản xuất và chỉ có thông báo riêng về tăng hạn sử dụng của vaccine lên 9 tháng. Trong thời gian tới, nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu và nếu đảm bảo ổn định, chất lượng, nhà sản xuất sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan thẩm quyền để tăng hạn sử dụng của vaccine đến 12, 18 hoặc 24 tháng. Bộ Y tế cho biết đến nay, Việt Nam tiếp nhận gần 29 triệu liều vaccine Pfizer và triển khai tiêm chủng 23,6 triệu liều đảm bảo an toàn. Tất cả các lô vaccine đều đảm bảo hạn sử dụng. Đối với hai lô vaccine Pfizer 124001 và 123002, tổng cộng 2.960.100 liều, gia hạn thời gian sử dụng. Việc bảo quản sử dụng và tiêm chủng thực hiện như với những lô vaccine đã tiếp nhận và tiêm chủng trước đó. Trong tháng 12, Bộ Y tế dự kiến tiếp nhận khoảng 63,5 triệu liều, trong đó có trên 40 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho người trên 18 tuổi và trẻ em, đảm bảo phủ đủ mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Chương trình sẽ được tiếp tục với tin kinh hoàng. Đức ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất trong 9 tháng qua. Tổng số ca tử vong lên đến 101.790 ca. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12, Đức ghi nhận số ca tử vong trong một ngày do COVID-19 ở mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 2 vừa qua. Trong 24 giờ qua, Đức có thêm 446 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong 101.790 ca. Nước này thông báo 67.186 ca mắc mới trong 24 giờ qua, tăng 302 ca so với một tuần trước. Tuy nhiên, ngày 30 tháng 11 là ngày thứ hai liên tiếp tỷ lệ mắc mới trên 100.000 dân trung bình 7 ngày giảm, từ 452,2 xuống 442,9. Chính phủ liên bang và các bang của Đức ngày 30 tháng 11 nhất trí hành động để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ tư bằng việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine và hạn chế tiếp xúc, đặc biệt đối với những người chưa tiêm vaccine. Ông Gernot Mars, Chủ tịch Hiệp hội DV về Y học điều trị tích cực, cảnh báo nước Đức có thể có 6.000 người phải điều trị tích cực trong dịp lễ Giáng sinh, bất chấp các biện pháp phòng dịch đang được áp dụng. Con số này vượt qua mức cao nhất trước đó, 5.745 bệnh nhân điều trị tích cực trong ngày 3 tháng 1. Đức hiện cũng có ít giường bệnh hơn do thiếu điều dưỡng. Ông Mars cảnh báo tình hình dịch bệnh đang trở nên ngày càng căng thẳng, kêu gọi chính phủ xem xét áp đặt lệnh phong tỏa tạm thời để giảm tải cho các bệnh viện. Cũng trong ngày 1 tháng 12, cơ quan y tế công tại bang Baden-Württemberg xác nhận có 4 ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, đều là những người đã tiêm đủ liều vaccine. Trong số này, 3 người vừa từ Nam Phi trở về ngày 26 tháng 11, 27 trên 11 người còn lại là thành viên gia đình một trong những người trên. Tất cả các bệnh nhân đều có triệu chứng nhẹ. Cùng ngày, Na Uy xác nhận 2 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại nước này, đều ở thành phố Oegaden, ven biển phía Tây. Đây là hai người từng đến Nam Phi. Na Uy ngày 26 tháng 11 quyết định cách ly mọi hành khách đến từ Nam Phi và các nước ở miền Nam châu Phi, sau quyết định tương tự của nước láng giềng Đan Mạch cùng nhiều nước khác trên thế giới. Chuyển sang tin tiếp theo, ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc bất ngờ tăng trở lại, cao nhất trong gần một tháng. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo nước này vừa ghi nhận 91 ca nhiễm COVID-19 sau 24 giờ. Đây là số ca mắc mới virus cao nhất ở Trung Quốc kể từ ngày 2 tháng 11. Trước đó, hôm ngày 30 tháng 11, Trung Quốc chỉ ghi nhận 21 ca mắc mới virus.
Tất cả 91 ca nhiễm mới được phát hiện ở Trung Quốc đều được ghi nhận ở khu tự trị Nội Mông, với tâm dịch là thành phố Mãn Châu Lý, có biên giới giáp Nga. Người dân Mãn Châu Lý hiện bị cấm rời khỏi thành phố. Theo chính quyền Mãn Châu Lý, đợt lây lan dịch bệnh mới nhất ở thành phố này có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu bị nhiễm virus. Chính quyền Mãn Châu Lý đã ra lệnh cấm hoạt động nhập khẩu hàng hóa bằng đường sắt và đóng cửa hàng loạt địa điểm công cộng. Đợt lây lan dịch bệnh mới nhất ở Nội Mông xảy ra chỉ vài tuần sau khi khu vực này là điểm nóng cho đợt bùng phát virus lớn ở Trung Quốc, diễn ra từ giữa tháng 10 đến tháng 11. Từ kết quả giải mã trình tự gen, chính quyền Mãn Châu Lý cho biết đợt lây lan virus lần này do một nguồn mới từ nước ngoài gây ra. Phát hiện trên đặt dấu hỏi về sự hiệu quả của chính sách kiểm soát dịch bệnh không khoan nhượng hay còn gọi là Zero Covid của Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang đối phó với sự hoành hành của biến thể Omicron. Trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 11, Mi Feng, phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC cho rằng, việc biến thể Omicron lây lan ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới đang làm tăng áp lực đối với nước này, đặc biệt trong việc ngăn chặn các ca nhiễm virus có nguồn gốc từ nước ngoài. Wu Junju, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc CDC cho rằng, nước này cần giữ vững, tuyệt đối thực hiện nghiêm chiến lược Zero Covid để đối phó với biến thể Omicron. Theo Wu Junju, Zero Covid là vũ khí ma thuật của Trung Quốc và cần được duy trì trong suốt mùa đông năm nay, có thể kéo dài ít nhất đến hết mùa xuân năm sau.